như tắt là P nguyên tử số bằng 31 proton như tắt là T nguyên tử là 31 một đáp án tính chất vật lý tồn tại điều kiện lớn là chất rắn có hai dạng của mình, nhớ để nó có hai dạng của mình, hai dạng của mình, một là phốt pho đỏ và một là phốt pho trắng. Phốt pho đỏ thì có màu đỏ và phốt pho trắng thì có màu trắng, được chưa? Thế thì phốt pho đỏ B phốt pho trắng kém này dễ cháy ở 40 độ C, dễ cháy ở 40 độ C. Phốt pho trắng còn phát quang trong bóng tối, cả hai phốt pho này đều không tan trong nước. Nên người ta sử dụng nước để bảo quản phốt pho trắng. Đều không tan trong nước nên người ta sử dụng nước để bảo quản phốt pho trắng. Được chưa? Hai đáp án. Tính chất hóa học chúng ta đã tham số xóa của phốt pho. Thấp nhất của phốt pho số xóa là -3, 0, -3, -5. Phốt pho đơn chất ở vị trí 0. Vậy nó chỉ có thể đi xuống -3 hoặc đi lên -5 hoặc đi lên -7. Được chưa? Đọc cho thầy nhé, khử tăng họ. Vậy từ 0 về -3 thì tính gì? Tính gì ạ? Khử tăng họ giảm thôi. Tính gì? Oxy hóa chúng ta. Còn từ 0 lên -3 và dẫn tăng thì tính gì? Được chưa? Vậy mình có này, một nhỏ tính oxy hóa. Tính oxy hóa thì được thể hiện khi nào? Tính oxy hóa thì được thể hiện khi nào? Tính oxy hóa thì được thể hiện khi tác dụng với các chất có tính. Được chưa? Vậy ở đây đầu tiên là A nhỏ tác dụng hydro. Thì lưu ý cho thầy là phốt pho không tác dụng với hydro. Do phốt pho có tác dụng hydro để tạo nhiệt độ nhé. Đúng không? Nhưng mà ở trong cái điều kiện nhiệt độ đấy thì pH 3 là nhận thức phân hủy với phốt pho với hydro. Nhá. Thế nên là không tác dụng. Còn thứ hai là tác dụng với kim loại. Thì phốt pho sẽ tác dụng với các kim loại mạnh. Ví dụ như natri cộng phốt pho, canxi cộng phốt pho, nhôm cộng phốt pho. Và nhiệt độ hết. Đầu tiên mình xét đến natri cộng phốt pho. Natri cộng phốt pho, thế thì ở đây phốt pho là thể hiện tính oxy hóa, đúng không? Thì natri thể hiện tính khử, natri thì luôn là dương mấy? Dương một. Phốt pho thể hiện tính oxy hóa, thì phốt pho sẽ số xóa nó sẽ từ không tính oxy hóa là từ không về -3 thì biết rồi. Vậy đây là phốt pho -3. Vậy nó sẽ là gì? Đúng rồi, N3P. Tương tự ạ. Viết nốt cho hai. Anh này có tên là natri phốt pho. Natri phốt pho.
tương tự nào, anh này canxi tạo thành gì ạ? C3H2 tên của nó là canxi phốt pho. Nhôm nó dùng cái phốt pho tạo thành ARP, tên của nó là nhôm phốt pho. Được chưa? Dễ. Hai nhỏ tính khử. Tính khử được thể hiện khi ta dùng các chất có tính oxy hóa. Và đầu tiên là tác dụng oxy. Oxy dư, oxy thiếu. Clo dư, clo thiếu. Đây này là đi phốt pho phen và oxy. Và anh này các cái nước thì tạo thành H3PO4. Thế một oxy thiếu thì tạo thành gì? Lên dư mấy thôi? Dư 3 thôi. P2O3 và đi phốt pho 3 oxy. Thế đây phốt pho đây có lo dư thì tạo thành PCl5. Và tương tự anh này là PCl3. Thấy chưa? Bây giờ đúng rồi. Và đến hỏi KCl3 thì phân lượng. KCl3 thì phân lượng. Thì để học bay thì mấy cái này KCl3 thì nó là KCl của oxy. Thế vậy là bản chất là oxy đâu có phốt pho đúng không? Đúng không? Vậy nó sẽ tạo thành này KCl cộng V2O. Tương tự mình mới học, mình muốn khác KCl3 thì phân tạo thành gì? KCl3 thì phân tạo thành gì? Mới học xong đấy. Tạo thành gì ạ? Ôi chết rồi. Mới học xong buổi trước luôn. KNO2 cộng oxy và nhân bằng B2. Kia bị bằng nhạc. Phốt pho mà rơi ra tay được thì cực kỳ nguy hiểm. Phốt pho mà rơi tay của chúng ta ra tay thì nó sẽ thức ăn hoặc ra tay sâu đều sự. Chính vì vậy nên khi mà phốt pho bị rơi ra cơ thể người thì chúng ta phải ngay được xử lý nó. Nước dùng để bảo quản thuốc pho vậy, nước của bạn ra là thuốc pho không phải là thứ mà nước này vô giá trị, đúng không? Thế giờ dùng gì ạ? Phải nhét nhỏ axit vào, nhỏ kiềm vào. Nếu nhỏ axit vào thì tay em càng nhỏ, nhỏ kiềm vào nó vẫn nặng mọt hơn. Vậy đó. Vừa nếu bị bỏng thuốc pho thì người ta sẽ phải nhúng vào dung dịch COS nhé. Nhé, ví dụ dịch siêu mét 4 nó sẽ làm vô xóa cử để làm đồng. Được chưa? Thì nó sẽ tác dụng với phốt pho. Nhé, có tính trung mạng thôi. Tính cái tay người ta không dùng ô dùng ăn bỏ. Nhớ nhá. Đấy. Rồi xong rồi, bài số 6 phốt pho. Thì sang bài số 7 axit phốt pho đích và mối phốt pha. Bài số 7 axit phốt pho đích của nước này. Bài số 7 axit
for rich ngành A H 3 P O 4 phân tử phối bằng 98 và muối phốt phát gạch ngang PO 4 3 trừ bằng 95. A lớn H 3 PO 4 15 ạ. Tính chất vật lý. Đây là một axit cực kỳ đặc biệt. Đây là một axit cực kỳ. Bởi vì tất cả các axit chúng ta học thì nó đều tồn tại ở điều kiện thuận thế nào. Nhưng riêng anh H3P4 thì là tồn tại điều kiện thường dưới dạng chất rắn. Nha, dưới dạng tinh thể. Công bảo tan tốt trong nước là những tinh thể công bảo tan tốt trong nước hay là tính chất hợp anh này là một đầu tiên mình khẳng định nó là một axit trung bình. Axit trung bình và là một chất điện yếu. Cái này mình đã học trong bài dung dịch điện ly H3PO4 điện ly yếu để tạo thành H2PO4 trừ cộng H cộng H2PO4 trừ điện ly yếu để tạo thành H2PO4 trừ cộng H cộng HPO42 trừ điện ly yếu để tạo thành PO43 trừ cộng hết cộng. Được chưa? Nói cho điện ly yếu. Nhá. Bởi vì nó là axit trung bình, nó có đầy đủ các tính chất của một axit. Nhá, vẫn tác dụng với lại kim loại đứng trước hydro. Được chưa? Vẫn tác dụng với dung dịch bazơ, vẫn tác dụng với oxit bazơ, vẫn tác dụng với muối. Nhưng ở đây trong tâm của cái bài này thì chúng ta đi sâu vào cái phản ứng của H3O4 là tác dụng với dung dịch yếu. Thì đi sâu vào cái trọng tâm của nó. Rồi nhắc là nhắc, vẫn tác dụng với kim loại, với chữ hydro, được chưa? Vẫn tác dụng được với oxit kim loại và vẫn tác dụng với oxit bazơ, vẫn tác dụng được với bazơ. Bây giờ vẫn tác dụng với muối để tạo thành muối mới, axit mới. Nhưng mà ở đây chúng ta đi sâu hơn và để tác dụng với dung dịch kiềm. Được không? Thế đây mình bó này. RAOH mà tác dụng với H3PO4 thì nó tạo ra theo tỷ lệ đây các em nhìn này nhé, đây ạ, khi H3O4 tác dụng ở bên trong dung dịch thì nó có khả năng tạo thành muối này, một muối này, hai muối này, ba muối ba gốc khác nhau, được không ạ? Thế giờ các em nhìn kỹ nhé, muối H2O4 trừ là tương H3O4 của hydro, đúng không? Mất của hydro tạo thành này đúng không? Muối H2O4 trừ tương H3O4 mất hai hydro thì tạo thành H2O4 trừ, được không? Thế còn cái muối PO43 trừ đường với H3O4 mất mấy đúng không? Mất mấy? 3 đúng không? Được không? Thế giờ nhìn này. 3 NaOH cộng với 1 H3O4 thì tương với việc là nó tạo thành mất 2 đúng không? Là NaOH3 PO4.
hai NH cộng một H ba O bốn thì tôi cũng nó tạo thành một muối mức hai thôi, NH hai H PO bốn được chưa? NH hai H PO bốn. Như vậy bây giờ tỷ lệ một một thì tôi cũng tạo thành muối mất mấy hydro? Một hydro đúng không? Mất một hydro là gì? NH H hai PO bốn. Trọng tâm trong việc hoạt động kiện và bởi vì cái trọng tâm này nên nó nảy sinh ra một dạng này là dạng này là dung dịch kiềm tác động dụng với dung dịch khác tạo thì trọng tâm của cái phần bệnh axit formic nhận có dạng này là dung dịch H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm một là phương pháp giải